Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao là những liều thuốc bổ quý giá giúp người cao tuổi nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tại nhà văn hóa phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, ngày nào cũng vậy, cứ đến buổi chiều là các chị em phụ nữ và người cao tuổi trong phố lại tích cực tập luyện những bài tập dưỡng sinh và các tiết mục văn hóa văn nghệ. Các bài tập phối hợp những động tác di chuyển giữa tay chân phù hợp với thể trạng người cao tuổi, giúp cho khí huyết lưu thông, cơ thể ngày càng khỏe mạnh, dẻo dai và vui vẻ. Đối với những người cao tuổi thì khi về hưu, chúng tôi cũng rất cảm ơn lãnh đạo phố, chi ủy đã tạo điều kiện cái sân chơi để cho chị em chúng tôi tham gia những cái chương trình để tập dưỡng sinh, để nâng cao sức khỏe. Phụ nữ chúng tôi thì kết hợp với lại bên các cụ để thành lập ra cái ba tổ dưỡng sinh. Thường thường các buổi chiều từ 2 giờ là các chị đến tập dưỡng sinh, tham gia những chương trình dưỡng sinh này thì bản thân tôi thấy là bản thân con người là cũng năng động thêm, khỏe, và kết hợp những cái chương trình đấy mà gắn kết lại với nhau, gần gũi nhau hơn. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, các câu lạc bộ của người cao tuổi ở các địa phương trong tỉnh đã được duy trì hoạt động thường xuyên. Không chỉ sôi nổi với phong trào rèn luyện thể thao, mà thông qua những câu lạc bộ này còn là điều kiện thuận lợi để người cao tuổi trên địa bàn lưu giữ những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc như hát chèo, hát sẩm. Qua đó giúp người cao tuổi được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa. Ban ngày chúng tôi đi làm tối đến đây là chị em tập trung giao lưu, thì chị em học hỏi nhau. Thì từ hồi có cái văn nghệ của xóm bây giờ thì chị em trong xóm thì thêm đoàn kết thêm lên một chút nữa. Tham gia các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ đã giúp người cao tuổi nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo động lực để các cụ nhiệt tình tham gia phong trào của địa phương và trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.